Review câu chuyện. Những điều cần lưu ý được nằm trong cuốn sách An toàn và tự vệ. Thì xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review câu chuyện Thầy bị sao vậy được nằm trong cuốn sách An toàn và tự vệ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Thầy, con bảo nếu mà không muốn chơi thì nhá. Bây giờ mẹ sẽ nhớ một từ trước khi mẹ ấn. Mẹ sẽ kiểu như là trong hai cái, mỗi cái cũng thế. Nếu mà chuyển sang cái mới, mẹ cứ giơ thế này. Rồi mẹ nhớ cái tên đó, mẹ đọc là được. Là xong, còn đâu là lần sau mẹ cứ giơ thế này, mẹ đọc bình thường. Chỉ nhớ một cái thôi. Mẹ nhớ cái đầu tiên là mình giơ lên trước cái gì. Nhưng mà sau sang cái quyển khác á, mẹ cũng phải giơ lên. Giơ lên cái đầu tiên á. Mẹ ấn cái là con phải thấy luôn thì con mới bắt được cái đấy thay đổi. Đấy. Nếu mà nha, trong cái hàng đấy mà tự nhiên nó lọt đâu ra cái Doraemon thì con không chịu trách nhiệm đâu. Đấy, hiểu không? Nhưng mà máy nào cũng phải thế nhá, chứ không phải là một máy trong đây thôi, mẹ giơ một lần thôi. Ý con là mỗi máy đều như thế. Thế Doraemon kia đọc xong hết chưa? Chưa. Chưa đọc thế làm cái gì? Đấy, thì thẻ đây, đầy thẻ đây. Đấy, review đấy. Review cái đất xét vừa rồi, review đất xét đây. Được tận 1, 2, 3, 4, 12 cái. Review cả hai cái màu luôn. Từng màu một. Review cái khác nữa. Đây, sau như là review khăn nặng này đây. Được 5 video. Bọn bề là cần giúp hai em. Thế biết ngửa. Thế nào? Đang ngồi chú, cô chú và hai em hạnh phúc. Đấy mới là ba hai em hạnh phúc. Hạnh phúc hai em. Thế toàn biết thế. Hết đấy rồi. À, thế là con sẽ sử dụng đấy đâu 10 tháng 12 là sẽ hết gói kia. Không có sử dụng gói tre rồi thì không sử dụng được. Không á, Musim, không biết ông Musim dùng. Bài Bồn mắt, bốn đen nhẹ. Một ghi một nè. Dễ hơn. Thế xó lúc 12 là chỉ 20 à. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ review câu chuyện Cuộc chiến bảo vệ an toàn được nằm trong cuốn sách An toàn và tự vệ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ review câu chuyện Đèn đỏ dừng lại. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Không được chạm vào em, học cách bảo vệ cơ thể mình như Mai. Thầy giáo: Này Mai, hôm nay em chưa chăm chỉ tập đàn đâu nhé. Mai cúi đầu không dám lên tiếng. Thầy giáo: Em đánh nốt này chưa chuẩn. Mai có ý né tránh. Thầy giáo tức giận nói: Em không chịu nghe lời thầy, sẽ bảo các bạn không chơi với em nữa. Thấy Mai không lên tiếng, thầy giáo cho rằng Mai không chống trả, bèn nhân cơ hội vén váy của Mai lên. Mai nhảy ra khỏi ghế rồi nói: Thưa thầy, em thấy khó chịu, em muốn về nhà. Mai chạy ra phía cửa sổ rồi gọi thật to cho mẹ đang đợi ở ngoài: Mẹ ơi, con thấy khó chịu, mẹ vào ngay đi. Mai đã biết bảo vệ cơ thể của mình một cách đúng đắn. Các em hãy học theo bạn Mai nhé.
Cho dù là người quen hay là thầy cô giáo muốn chạm vào các bộ phận quan trọng trên cơ thể, em cần biết lên tiếng phản đối. Về nhà nhất định phải kể lại chuyện này cho bố mẹ nghe nhé. Ai có thể xoa đầu, sờ mặt em? Bố, mẹ, chú bảo vệ, cô hàng xóm, ông của bạn học, thầy giáo, bác sĩ, bà của mình, đồng nghiệp của bố, anh hàng xóm hay cô y tá. Cho dù là ai, nếu chạm vào em và khiến em cảm thấy khó chịu, em đều có thể nói thẳng với họ. Đặc biệt là khi họ có ý đồ xâm hại, em càng phải hét to lên nhé. Chào đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Bé xà bông đi mất rồi, được nằm trong cuốn sách Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Sóc con đi du lịch, được nằm trong cuốn sách Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Hàng xóm của dê của cô núi. Hàng xóm của cô núi được nằm trong cuốn truyện Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Nhận được món quà giá trị thế này, mèo hoa rất vui. Sách hướng dẫn viết thế nào, nó bèn làm y như thế. Các tiết mục trên TV thật là đặc sắc và đa dạng. Mèo hoa xem đến mê mẩn cả người. Mấy ngày liền không nghỉ, khi mệt nó nằm lăn ra ngủ giữa ban ngày. Đói thì lại lục cá trong tủ lạnh ăn vụng. Một thời gian sau, chủ nhà bực tức nói: "Mèo hoa ơi mèo hoa, tại sao mày lại biến thành một con mèo lười như thế này nhỉ? Không chịu bắt chuột, lại còn ăn vụng cá của ta nữa. Mấy hôm nay chuột đã ăn gần hết trứng gà trong nhà, còn cắn thủng cả áo khoác của ta, lại còn tè cả vào giày của ta nữa." Mèo hoa nghe thấy ông chủ nói thế, trong lòng cũng có chút áy náy. Nó quyết định không xem tivi nữa. Nhưng chưa được nửa ngày, nó đã thấy hối hận về quyết định của mình. Nó tự nhủ, mỗi ngày chỉ xem có một chút thôi, thời gian còn lại sẽ để dành để bắt chuột. Được con nào hay con đấy, như thế thì chúng không dám phá phách nữa. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Trận chiến nước bọt đáng sợ, được nằm trong cuốn sách Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Năm chú chuột con lười nhác, được nằm trong cuốn sách Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Voi con thấy khó chịu, được nằm trong cuốn sách
Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Đến tối, mèo hoa nhìn thấy một con chuột chạy ngang qua mặt, nhưng nó lại không nhìn rõ là con chuột đó chạy đi đâu. Ôi, mắt của mình tại sao mở thế nhỉ? Bấy giờ, chuột nhắt mới lên tiếng. Con mèo ngốc ơi, ngươi bị lừa rồi. Để xem ngươi còn có thể bắt được bọn ta hay không. Mèo hoa tức giận lao về phía trước có tiếng chuột kêu. Không ngờ con chuột nhắt có thể dễ dàng chạy trốn mất. Vì không nhìn rõ nên mấy lần mèo hoa đã đèo vồ chuột. Từ đó về sau, mèo hoa không thể bắt chuột được nữa. Ngay cả con chuột nhát gan nhất cũng nhơn nhơn chế giễu mèo hoa. Mèo hoa vô cùng hối hận.